Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Gia đình nhà Mai vừa tới thành phố Tunis. Hiện tại thì gia đình Mai đang trên đường đi sang khách sạn. Và đây, trước mặt mọi người là khách sạn của gia đình nhà Mai sẽ ngủ ở Tunis. Ở đây thì ngay chỗ phố đi bộ đó, ngay cái boulevard lớn, rất là thuận tiện. Mình tới nơi là để xe ở trong parking khách sạn ấy, là mình đi bộ thôi chứ không cần phải đi xe nữa. Họ để những cái ô ở trước cửa khách sạn hay không cả nhà? Lui ơi, viếng, halamas double. Lui ơi. Bây giờ thì cả nhà đang đứng đợi nhận phòng. Trong khi chờ đợi lấy phòng đấy cả nhà, thì anh lễ tân có mời gia đình nhà Mai ra ba uống một ly. Đây là cây ba ở tầng chẹt nhé cả nhà. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Un aéritif, oui. Ah, une grande, une petite. Une longue. Oui. Une longue. Et madame. Et juste orange pressé, s'il vous plaît. Une orange pressée. Ah, merci. Merci. Voilà. Alors le jus orange. C'est à moi. Voilà, madame. Merci. La teinte. Pour vous, monsieur. Bonjour, merci. Je vous en prie, la grenadine. Moi, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est la petite. Oui. Merci. Et voilà. Merci, monsieur. Vous en prie, bon après-midi. Au revoir. C'est bien présenter la clé à la fois dans l'ascenseur parce qu'ils sont sécurisés. D'accord. Et également dans votre dans la chambre en entrant, pensez bien en mettre dans le lecteur pour les écouter. Tout à fait. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vos bagages? Non. Non. Ça conviendra. N'hésitez pas si vous avez besoin à la réception 24 heures sur 24. D'accord. Merci. Avec plaisir. Très bon séjour. Merci. Vừa đi vào trong tầng 3 nhé. Con gái sợ ồn ạ. Bây giờ thì Mai sẽ khám phá xem là phòng của Mai như thế nào nhé cả nhà. Đây là khách sạn ông xã đặt đó. Mỗi lần mà để cho ông xã đặt khách sạn thì thôi rồi đấy. Phòng ở nhà Mai là phòng 236. À đâu, phòng của Mai là phòng 326. Rồi, bây giờ sẽ vào khám phá phòng như nào. Alo, mẹ chú. Non. Un petit appartement. À bon? Đi vào một cái là vào luôn phòng tắm cả nhà.
Học của nhà Mai đấy. Vừa đi vào một cái nhá, vali vừa để ngoài xong á, thì gặp ngay phòng tắm này. Đó, phòng tắm rất là rộng, có một cái phòng tắm cũng rất là rộng này, một cái phòng tắm đứng thì rộng gấp đôi cái phòng tắm thường này. Và đây là một cái bồn tắm. Trời ơi, cái phòng tắm, một cái phòng tắm không phải bằng cái nhà của mình ấy cả nhà. Vào phòng tắm ấy, qua phòng tắm thì tới phòng ngủ của vợ chồng Mai. Đó. Đây là phòng ông, đây là giường ngủ của hai đứa con của Mai. Oui. Đây là cái phòng khách ấy cả nhà. Đó, phòng khách rất là lớn. Đây là cái bộ sofa đó để cho mình ngồi mình xem tivi chứ không phải là cái giường đâu. Nhưng mà tại vì là nhà Mai đặt các con ngủ chung với mình cho nó rẻ đấy, mình lấy một cái phòng ở Swiss. Thì cái phòng của Mai là rộng 60m. Đó. Thì Mai lấy cái phòng này thì mình đỡ phải mất tiền hai phòng đó. Thì con mình có thể ngủ luôn ở cái phòng khách. Đó. Mai thử nhìn thử view nhá. Luy thì đang thích đấy chứ mẹ, mẹ cái tivi của bên con nó to hơn cái của mẹ, xem của bên Luy nào. Thì đúng rồi, bên đây là cái tivi của phòng khách mà, còn bên kia là phòng ngủ. Công nhận phòng rộng thật đấy. Nhưng mà rất tiếc là Mai ở phòng vợ tầng 3, chứ ở đây nó có 8 tầng. Ông xã bảo là không được phép hút thuốc ở trong, nhưng nếu mà mình trả 150 euro đấy thì mình được quyền hút thuốc ở trong. Trời ơi, hút một điếu thuốc 150 euro thì ngã lượng nghỉ luôn. À đây chứ con nó đút cho đi. Đó. Đây họ để một cái tủ lạnh này. Đó. Họ để cà phê rồi nước trà miễn phí. Ở đây thì họ để một cái bàn cho 4 người đó. Nếu mà mình muốn ăn room service đó, mình muốn ăn ở phòng hay mình muốn làm việc thì mình có thể ngồi đây làm việc được cả nhà. Ở đây họ làm mấy cái cách chia chia ghi. Allumez télé. C'est tout payant, c'est tout gratuit. Prends télé que vous, vous êtes nuls. C'est tout payant, c'est tout gratuit. Et à Toulouse. Oui. Tu vas changer de chaîne. Oui. Oui, c'est joli, on vient d'arriver il y a une heure et on va aller en ville, on va aller manger. Oui. On a Toulouse centre, on s'est arrêté à Carcassonne et on dort à Toulouse. Oui, papa. Bonsoir papa. Đó, bố chồng Mai điện để. Oui, ça va papa. Hàng ngày là ông nội cứ điện xem mà tình hình như nào ạ. Oui, 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 tout va bien, oui. Oui. Oui, papa. On va demain on va manger chez une amie de May qui habite à Lavore, juste au nord de Toulouse. Demain vous allez manger chez des. Oui, oui. Vợ Mai quay ăn đi gách đấy. Bố chồng oui. Xem bố chồng con đang ở khách sạn rất là đẹp hả? Non, non, on va aller essayer de manger un cassoulet ce soir. Ah, bon, on va aller voir. Oui, papa. Oui. Allez, vous êtes, vous savez pas combien de temps encore. Si, on doit rentrer lundi. Lundi soir, à quand on rentre. Oui, papa. Ông nội hỏi khi nào về đó. Ok. Oui. Oui, papa. Oui, papa. Oui. Oui, merci, maman. Merci, maman.
Allez. D'accord. Ouais. Où sont vous, les enfants? Ils sont à côté, là. Vous dites bonjour. Bonjour. Bonjour, papy. Bonjour. C'est gentil, les enfants. On vous embrasse et on voit les heures pour revenir. Hein? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Encore des sous, Sylvain. Oui. Ông nội hỏi con còn tiền không đấy? Cứ mỗi lần đi du lịch hỏi con có tiền không? Allez, au revoir. Bonne soirée à vous tous. Oui. Merci, merci maman. Vi au revoir. Ở phòng rất là rộng, 60m cả nhà. Ok, thì Mai chỉ có chia sẻ một chút về Mai check-in cái phòng ở Toulouse thôi. À, trước mặt của gia đình nhà Mai đó. View trước mặt đây là chỉ có thế này thôi. Đây là gan de chia. Dành cho ai ăn kia. Giờ Mai ăn kia. Mai cửa nhà ăn sáng nha. Mai mê nhất là loại trà này. Oui, la saumon trà đi. Là c'est une verrine. Đó, trà Mai cực kỳ mê trà này, cực kỳ ngon. Crème de chia, gingembre. Ok, Mai đã review cái khách sạn ở Toulouse, nơi gia đình nhà Mai ngủ, và bữa ăn sáng ở đây, vì đồ ăn sáng ở đây rất là ngon và rất là healthy nữa cả nhà. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cả nhà yêu thích những video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.